chúng ta đang ở thành Hương Xá và Cái Cá Há. Nếu mà nói lịch sử thì sở dĩ gọi là nên nuôi dưỡng cái con sóc là bởi vì quá khứ ở nơi đây có nhiều sóc dữ lắm. Do hồi xưa sóc nó từng cứu mạng nhà vua đó, cho nên là nhà vua nuôi sóc rất là nhiều ở đây. Nhưng mà bây giờ thì cũng không còn nữa. Có thấy không? Nhưng mà sóc như cỡ như hồi xưa thì không có bằng. Và cái thứ hai á là vườn lưu qua ná, tức là chúng ta gọi là cái vườn trúc lâm tỉnh xá. Đây là nơi mà vua Bimbisara đã cúng dường đến Đức Thế Tôn. Mà một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ đến thăm cái nhà giam, cái nơi mà giam giữ vua Bimbisara. Do hai nơi này có liên hệ với nhau, tức là liên hệ đến vua Bimbisara đó, cho nên là sư mới nhắc quý vị là bỏ dép ngay từ ở bên ngoài. Lẽ ra đó, khi mà chúng ta đi đến các chùa là ngay từ ở cổng chùa là mình phải bỏ dép rồi, chứ không phải là mình chờ bước lên chánh điện mình mới bỏ dép đâu. Nếu như mà theo bà Visakha đó, là khi mà chúng ta vào chùa là tất cả các vật trang sức, tất cả các đồ đẹp, các đồ đẹp là đều phải để bên ngoài hết, chứ chúng ta không có nên mang vào chùa. Cái lý do mà vua Bimbisara đó mà bị chết, quý vị không còn nhớ, chết do bị gọt chân. Mà lý do mà bị gọt chân mà chết thì cái kiểu mà bị gọt chân đó, là do ở đời quá khứ vua Bimbisara do sự ngã mạn, tức là không coi trọng. Ngã mạn ở đây tức là mình không coi trọng cái nơi thờ của bảo tháp, mà đã mang giày dép vào trong. Chính vì như vậy là ở những nơi mà thờ đó là chúng ta phải bỏ giày dép ra, nó thể hiện cái sự kính trọng và để ngăn ngừa cái lỗi lầm. Đôi khi chúng ta không có để ý, và bởi vì chúng ta không để ý, mà tại sao chúng ta không để ý, là tại vì chúng ta thấy nó không có đáng để mình trọng. Mà khi chúng ta thấy nó đáng để trọng thì tự nhiên chúng ta nhớ ra, phải cẩn trọng cái đó. Mà nói thật với quý vị là cái đó là đối với quý vị, còn riêng với chư tăng á, riêng với chư tăng thì trong khuôn viên Veluwana này là được phép mang dép, tại vì luật Đức Phật cho. Chỉ có trong một số khu vực đặc biệt như là hành tăng sự thì chư tăng bỏ giày dép thôi, chứ còn trong cái khu vực này là chư tăng được mang giày dép. Nhưng mà để thể hiện lòng kính trọng cho nên là sư cũng bỏ giày dép ra. Và sư ở đây cũng nhắc nhở quý vị luôn là khi chúng ta đi đến các thánh tích và thậm chí đi đến các ngôi chùa cũng nên bỏ giày dép ra, nó tốt cho mình. Chứ đừng có nói cái này người ta mang được mà, ủa địa ngục ta đi được mình cũng đi được phải không, đúng không? Địa ngục người ta xuống được là mình cũng nên xuống, đúng không? Không phải. Cho nên á, hãy cẩn trọng với những cái nghiệp bất thiện mà chúng ta làm thực hiện do chúng ta thiếu sự hiểu biết, nên tránh điều đó. Và Veluwana này đó là nơi năm xưa rất là đẹp, bây giờ thì không còn nữa. Nơi này chỉ là mình gọi là mình xây dựng lại để cho người đến để tham quan, chứ còn nếu mà đẹp như hồi xưa thì không có nữa. Hồi xưa Veluwana rất là đẹp, đẹp đến mức mà người ta làm thơ mà hoàng hậu của vua Bimbisara đó, bà có cái lòng ngã mạn cho nên bà không muốn đến lễ chư tăng, thì vua Bimbisara mới cho các cái nhà thơ mới ngâm những cái bài thơ ca ngợi về Veluwana.
đến và bà hoàng hậu khi mà nghe người ta ca quá mới tò mò và muốn đến để xem như thế nào. Hồi xưa bà không có muốn, bà không có đến là bởi vì nghe Phật nói cái gì mà toàn già chết mà phụ nữ, bà thì bà đang đẹp mà khi mà nhắc toàn nhắc ba cái xấu xí thì bà không có thích, cho nên bà không có tới. Thì khi mà bà đến, Đức Phật ngài hóa hiện một cái cô gái 16 tuổi đứng quạt hầu cho Phật, và nàng rất là đẹp, mà bà hoàng hậu bà nhìn bà là phụ nữ mà còn mê. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài thấy rằng là bà hoàng hậu đã chú tâm vào cô gái rồi đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới làm cho cô gái càng ngày càng lớn lên, 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi, rồi bắt đầu là 40 tuổi, rồi 60 tuổi, rồi 80 tuổi, rồi sau đó là thành bà già rồi thì ngã xuống chết. Thì khi mà bà hoàng hậu bà thấy cái sự lớn lên, sự già cỗi và sự chết của một người thì bà mới thấy được cái sự vô thường, cái bất trắc, bất toàn, để mà mình gọi là tự hào về cái sắc đẹp nó không nên có. Và Viluwana này là nơi và nó là nhiều bài kinh, rất nhiều bài kinh Đức Thế Tôn đã thuyết. Và cái khu vực này á, là sức chứa là 1.500 vị, và thường trong kinh hay thường hay đề cập tới con số 1.250 vị. Thì sức chứa là khoảng 1.500 vị tỷ kheo, và thậm chí là nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Bởi vì có khi Đức Thế Tôn ngày ngồi ngày nói này, Ananda, ông có thấy là nhóm đệ tử của ngài Sariputta, nhóm 500 đệ tử hay không, đó là những vị đệ nhất về trí tuệ. Rồi ông có thấy nhóm đệ tử 500 vị đệ tử của Mahamoggallana hay không, đó là vị đệ nhất về thần thông. Ông có thấy nhóm đệ tử của Mahakassapa hay không, đó là nhóm đệ tử của những vị đệ nhất về Đầu Đà. Thì mỗi một vị đại đệ tử là có 500 vị thánh tăng đi kèm. Và quý vị nghĩ là như vậy là biết bao nhiêu vị. Rợp cách đây hơn 2600 năm, nơi này rợp rợp màu chư tăng. Và khi người ta đi đến đây, người ta phải bỏ dép ngay từ ngoài cổng. Quý vị biết tại sao? Tại vì nó có hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất á, là nhóm những cái người cư sĩ, những cái người gia chủ đã vào đi dép rồi nói chuyện ồn ào, cười giỡn các thứ. Và Đức Thế Tôn ngài hỏi ngài Ananda, ai vậy? Ngài biết mà ngài vẫn hỏi, ngài biết mà ngài không hỏi. Ngài hỏi không phải là vì ngài không biết, mà ngài hỏi vì hai lý do: một là ngài chế định giới luật, và hai là để ngài thuyết pháp. Và ngài Ananda nói: thưa Thế Tôn, là các cái gia chủ đã đến và mang giày dép ồn ào rồi nói chuyện huyên náo. Đức Thế Tôn nói: hãy để họ bên ngoài, để cho họ vui với cái sự ngã mạn của họ đi, không có cho vào đấy. Cho nên quê lúa ná này là nơi chúng ta phải giữ im lặng, chỉ có âm thanh của pháp thôi, chứ ngoài ra không nên có âm thanh nào khác. Nơi đây là nơi yêu thích sự im lặng, cho nên khi chúng ta vào đây chúng ta giữ sự im lặng thì chúng ta tương ứng với chư thánh tăng đã từng ở nơi đây, và chư thiên họ cũng sẽ yêu mến chúng ta. Còn khi mà chúng ta đi đâu cũng chúng ta cũng ồn náo, chư thiên nơi đây là những người thờ Phật, là những người đã quy y, và thậm chí là những vị thánh thiên, các ngài đã quen với sự yên tĩnh này. Mà nếu như chúng ta đi đến với sự ồn náo thì chư thiên họ không vui, mà chư thiên họ không hoan hỷ thì quý vị biết rồi. Và cái thứ hai á, là những vị du sĩ ngoại đạo khi đến thì cái vị trưởng du sĩ trưởng đoàn mới nhắc những cái người đi theo mình là hãy bỏ giày dép bên ngoài, hãy đi nhẹ nhẹ, giữ im lặng,
Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thế Tôn á, giống như một con sư tử chúa yêu thích sự tĩnh lặng ở nơi mà Đức Thế Tôn ở. Như sư nói như này, ở đây rợp chư tăng, rợp chư tăng, mà nó tĩnh lặng đến mức á, mà khi vua A Xà Thế sau khi xoán ngôi, vua Bimbisara đi đến đây đảnh lễ Thế Tôn mà ông rùng mình, ông tưởng sao im lặng quá, im lặng mà ông tưởng có thức khách, ông phải dịnh ông Chiêu Quá Cá nói khanh muốn hành thức chậm phải không, tại vì im lặng quá. Nhưng mà ông Chiêu Quá Cá mới nói không, bệ hạ cứ đi tiếp. Và khi Ajatasattu đi đến và thấy Đức Thế Tôn ngồi và chư tăng ngồi rớp im lặng, toàn bộ giữ im lặng, một lần nữa vua A Xà Thế muốn khuỵu xuống và đảnh lễ, bởi vì sao, im lặng quá. Chúng ta ngồi ở đây, cái nơi chúng ta đang ngồi, cái nỗi nơi chúng ta đang ngồi là từng có một vị thánh tăng, các vị đó đang ngồi với Đức Thế Tôn là người dịnh. Cho nên nơi chúng ta ngồi xung quanh đây toàn là thánh tăng, toàn là thánh tăng, không hề đơn giản. Và khi mà những vị tỷ kheo mà thánh tăng á, khi các ngài viên tịch thì các ngài cũng được để tháp thờ ở nơi đây. Nơi đây là có tháp thờ các vị thánh A La Hán. Chẳng qua là theo thời gian thì nó không thấy nữa thôi. Chứ còn là có đó, tháp thờ các ngài là có ở đây. Cho nên nơi đây là nơi mà chúng ta có thể đảnh lễ để thấy được Phật, thấy được pháp, thấy được chư tăng của năm xưa. Khi chúng ta đến mà chúng ta chỉ đơn giản là đến để ngắm cảnh, thực sự mà nói cảnh không có gì để ngắm hết. Nhưng khi chúng ta đến, chúng ta nghĩ nhớ tưởng, hướng tâm về Đức Thế Tôn và những vị thánh năm xưa, các vị đã từng ngồi đây, hàng ngàn vị giữ im lặng tuyệt đối, toàn là thánh không, thì phải nói là nó rụng rời. Sư có nguyện vọng khi mình đến một nơi thì chúng ta có thể tụng một cái bài ngắn mà chính tại nơi đây, từ kim khẩu Đức Thế Tôn ngài đã nói như vậy, thì để chúng ta có niềm hoan hỷ. Cái bài kinh đó Đức Thế Tôn ngài đã nói, và chư thiên khi họ nghe họ cũng nhớ lại. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Và bài kinh sư chọn là bài Dikala Lathi Sutta. E quân mê su tăng e can samayan pagawara cha ga he viharati ve lu vane kalandaka vini wa pe attako dikalathi deva putto Afikanta yaratiya afikanta wanno ke walakapang weluwanang ofase toa yena pagawa te nuwasang kami ubasang kami toa pagawantang afiwa de toa e kamantang atasi e kamantang tito ko di kalati we de waputo pagawato santike imanga tang afasi Vikusiya chayi vimutta citto akankheje hadayassa nupattin lokasanyattva udayappayanca sucetaso anissito tadanisangsoti. Tương ứng thiên tử phẩm cấp cô độc. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, rồi thiên tử đi ra lắp thí sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Qua Ná, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, thiên tử đi ra lắp thí nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn.
với tâm tư giải thoát vị tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện. Sau khi biết cuộc đời sanh khởi rồi đoạn diệt, tâm thuần không chấp trước, hưởng lợi quả như trên. Nghĩa là khi một vị tỷ kheo tại nơi đây, vị ấy hành thiền và với lòng ước vọng, điều ước vọng ở đây là ước vọng đi đến sự giải thoát giác ngộ, thì vị ấy sẽ đạt được điều mong mỏi và không còn sự bám chấp vào sanh tử luân hồi. Nơi đây là nơi mà chư thiên đã thường đến đây để thưa thỉnh với Đức Thế Tôn. Đây là nơi mà các vị tỷ kheo thực hành thiền định. Đây là nơi mà các vị tỷ kheo buông bỏ không còn là phàm tục nữa, mà đi đến trở thành một vị thánh nhân. Chính vì lẽ đó, chúng ta nhớ đến lời dạy của Thế Tôn để chúng ta từ bỏ những sự bám chấp và hướng đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Sư biết là quý Phật tử vẫn còn rất nhiều những điều lo toan trong đời sống cư sĩ. Thời Đức Phật cũng thế thôi, những người cư sĩ đã đi đến nơi đây và nghe Thế Tôn thuyết pháp rồi đi về. Và chúng ta cũng vậy. Bởi vì việc chúng ta thực hành thiền chỉ và quán là một điều không đơn giản đối với người cư sĩ. Nhưng mà chúng ta có thể làm các điều công đức, tạo những điều phước lành. Ngày hôm nay quý vị đến đây với lòng thương tưởng, với lòng nhớ nghĩ đến Đức Thế Tôn, với lòng tôn kính Phật, với lòng tôn kính Pháp, với lòng tôn kính Tăng, quý vị đã cúng dường hương hoa đến với Đức Thế Tôn, đến với Tam Bảo, với lòng tưởng nhớ như Thế Tôn vẫn còn hiện diện tại nơi đây. Sư mong mỏi quý vị sẽ có sự hướng tâm đúng đắn, và xin mời quý vị chắp tay để chúng ta ước nguyện. Ngay tại nơi đây, quê Duvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, giữ im lặng. Cái gì giữ im lặng? Ngay tại nơi đây, quê Duvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, chúng tôi xin đảnh lễ đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ chánh pháp, đảnh lễ chư thánh tăng. Vì lòng tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn đã từng hiện diện, vì lòng thành kính, vì sự cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn, nguyện phần phước này hãy đưa tôi đến sự giải thoát giác ngộ. Vì sự cung kính, cầu mong cho tôi được hướng thiện, cầu mong cho tôi được đi lên, cầu mong cho tôi có tâm hướng đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Với sự cúng dường hương hoa, với những hương thơm ấy, cầu mong cho tôi được trang sức bởi hương của giới, được trang sức bởi hương của định, được trang sức bởi hương của tuệ. Với lòng thương tưởng, nhớ nghĩ, cung kính đến Đức Thế Tôn và chư tăng đã hành thiền tại nơi đây với sự an tĩnh tuyệt đối trong trí tuệ của vị thánh tăng, cầu mong cho tâm của chúng tôi được định tĩnh, cầu mong cho tâm của chúng tôi được giải thoát khỏi những triền phược, cầu mong cho tâm của chúng tôi được hướng đến lãnh vực của thánh nhân, cầu mong cho chúng tôi sớm ngày thực hành thiền định một cách dễ dàng, sớm ngày buông bỏ các dục được dễ dàng, sớm ngày nhìn thấu được bản chất các pháp được dễ dàng, sớm ngày nhàm chán các dục, sớm ngày hướng đến sự chấm dứt khổ đau, và sớm ngày gần gũi đến các bậc thánh nhân. Bằng với sự cúng dường hương và hoa lan tỏa không có giới hạn, cầu mong cho phước báo của chúng tôi không có giới hạn, cầu mong cho lòng từ của chúng tôi không có giới hạn, cầu mong cho tài sản trí tuệ của chúng tôi không có giới hạn. Với sự cung kính cúng dường, cầu mong cho quả báo của thế gian phát sanh nơi chúng tôi
cầu mong cho quả báo xuất thế gian phát sanh nơi chúng tôi, cầu mong cho quả báo của các bậc thánh nhân phát sanh nơi chúng tôi. Con xin nương tựa Phật, con xin nương tựa Pháp, con xin nương tựa chư hiền thánh tăng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Ime hi di ba tu ba di sa ka re hi bu thang dam mang san gan a phi bu cha ya mi ma ta bi ta di nang gu na quan ta nan cha mai han cha di ka ra tang at tha ya hi ta ya su kha ya. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti biso bhagava arahaṃ sammā sambuddho viccā caraṇa sambanno sugato loka vidu anuttaro bodhisaramma sarathi sattha deva manusānaṃ buddho bhagava disvakkhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehi pasiko opanayiko pachatang veditabbo vinyohi disapatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samichi patipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani atta purisa buggala esa bhagavato savaka sangho ahunaiyo pahunaiyo dakhinaiyo anjalikaraniyo anuttaram punyakhetam lokasati. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete na sacca vacce na hotu me jaya mangalang. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang ete na sacca vacce na hotu me jaya mangalang. Nati me saranang anyang sangkho me saranang warang ete na sacca vacce na hotu me jaya mangalang. Chẳng có chi đang cho tôi phải nương theo, chỉ có đức phần là quý bao, nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho tôi, y như lời chân thân này, tôi đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý
phạm đến Phật bao, cúi xin Phật bao xa tội lỗi ấy cho tôi. Chẳng có chỉ đang cho tôi phải nương theo, chỉ có pháp bao là quý bao, nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho tôi, y như lời chân thân này, tôi đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bao, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến pháp bao, cúi xin pháp bao xa tội lỗi ấy cho tôi. Chẳng có chỉ đang cho tôi phải nương theo, chỉ có đứng tăng là quý bao, nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo. Cầu sự an lạc đến cho tôi, y như lời chân thân này, tôi đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bần tăng bao, là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến tăng bao, cúi xin tăng bao xa tội lỗi ấy cho tôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hay cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp đường, hay cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hay cho được thành tựu đầy đủ, hay giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Phước lành tôi đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quá phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiên căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hề làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, chờ mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gầm phần nào, nhầm kỳ đông giác làm sao cùng. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đô, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thay chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam hồng giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si đồng sanh, nguyện giải căn nhân sanh tư khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đai, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. A ca sa tha cha phun ma tha di wa na ga ma hi thi ca bun yang no anu mo dan tu chi rang ra khan tu sa sa nang. A ca sa tha cha phun ma tha di wa na ga mahi thi ca bun yang no anu mô đan tu chi răng ra khan tu no ga ru a ca sa tha cha phun ma tha đi wa na ga mahi thi ca bun yang no anu mô đan tu chi răng ra khan tu nha ta yo a ca sa tha
cha phum ma ta đi qua na ga ma hi thi ca bun nhân no anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni no a ca sa ta cha phum ma ta đi qua na ga ma hi thi ca bun nhân no anu mô đan tu chi răng ra khan tu no sa da chư thiên ngự trên hư không địa cầu thương ngự rõ thông mọi điều long vương thần lưng có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng tôi hồ trì phần giao tăng bồi các bậc thầy tô an vui lâu dài tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hương phước dài bền lâu chúng tôi vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngò hầu siêu sinh y đằng nô nha thì nặng hồ tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha thì nặng hồ tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nặng hồ tu su khi ta hơn tu nha ta vô y đằng qua ta mê bùn nhân a sa qua kha ya qua hằng hồ tu a na ga tê ca lê do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua ban cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây hay là mối duyên lành để dừng khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngài vi lạc.